Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục giới thiệu với các bạn về một dự án ISO, đó là dự án Arigato Coin. Website của dự án này là arigatocoin.io. Đây là một dự án một chiều hướng mới về thương mại điện tử. Hiện nay giá trị của một token Arigato Coin nó là bằng 0,5 đô. ISO thì sẽ kết thúc trong 14 ngày, 18 giờ và 37 phút nữa. Hiện nay thì dự án thì đã huy động được con số là 3.894.397 đô và con số soát kép của dự án này là 1 triệu đô, mục tiêu là 35 triệu đô và con số hết kép thì sẽ là 70 triệu đô. Với các dự án, thị trường thương mại điện tử ở Ba Lan và thế giới đang phát triển với một tốc độ rất là chóng mặt, thì nó đang hấp thụ các công nghệ mới. Với nền tảng Arigato 2.0 trên đầu trang blockchain sẽ đảm bảo an toàn, ổn định và minh bạch ở mức độ không thể đạt được bởi các giải pháp có sẵn. Với hệ thống thanh toán qua thanh toán bằng mắt, hoạt động thông minh của máy ảnh thông thường trong điện thoại thông minh hoặc máy tính sẽ tăng cường an ninh cho người mua. Với trí tuệ thông minh nhân tạo sẽ tạo thuận lợi cho việc mua sắm, tìm kiếm các mục và bất kỳ tương tác nào với nền tảng, máy bay tự động phân phối tự động, hóa giải giai đoạn cuối cùng của việc phân phối sản phẩm cho khách hàng và toàn bộ hệ thống sẽ dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có. Tầm nhìn ở đây không phải là một tương lai xa xôi, nhóm Arigato thì đang trong quá trình phát triển các giải pháp công nghệ, hậu cần và lập giải pháp phù hợp, một số bộ phận thì đã được cấp bằng sáng chế. Triển khai trí tuệ nhân tạo, các giải pháp hậu cần sáng tạo, đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp, toàn cầu hóa, nhiệm vụ của dự án. Đó là một công ty đáng tin cậy, chuyên nghiệp, cung cấp cho khách hàng những điều khoản tốt nhất để có thể kết thúc giao dịch mua bán hàng hóa và dịch vụ trực tuyến. Mục tiêu của dự án đó là giành được vị trí vững chắc và ổn định trên thị trường thương mại điện tử toàn cầu bằng cách cung cấp dịch vụ chất lượng cao. Giá trị của dự án: duy trì chất lượng bằng mọi giá, chơi theo luật kinh doanh và tuân theo pháp luật, tôn trọng nhân viên, khoan dung và không phân biệt đối xử, tiêu chuẩn cao trong công việc, cạnh tranh công bằng, chăm sóc lợi ích công cộng và bảo vệ môi trường. Hiện nay đối tác của dự án như là Archbitcoin, LeoBTC, Crypto Merit, E-Business, Academia, Comparic. Hiện nay đặc điểm chung về mã thông báo Arigato Coin, tên viết tắt đó là ALC, với nền tảng Ethereum ERC20. Quy trình phân phối mã thông báo: mã thông báo ALC sẽ được gửi khi ICO đã đóng. Đơn vị tiền tệ: 1 Arigcoin sẽ bằng 0,5 đô. Số tiền tối thiểu của các mã tiện ích điện tử để mua sẽ là 1 Arigcoin. Với đợt pre-ICO sẽ mở vào ngày 20 tháng 4 năm 2018. Đợt đóng trước ISO bắt đầu 29 tháng 7 2018. ISO sẽ mở cửa vào 30 tháng 7 cho đến 30 tháng 8. Soát kép của dự án này là 1 triệu ALC, mục tiêu sẽ là 35 triệu ALC, khối lượng hết kép là 35 triệu ALC, là 70 triệu ALC. Để bảo vệ nhà đầu tư, nếu không đạt được mục tiêu tối thiểu, tiền sẽ được trả lại cho nhà đầu tư khi ISO đã đóng. Cung cấp tiền điện tử tối đa sẽ là 100 triệu ALC. Phân phối mã thông báo Arigato là 30%, các nhà đầu tư huy động vốn từ cộng đồng là 70%. Phương thức thanh toán: có thể thanh toán bằng Bitcoin, Ether, Litecoin, Dogecoin, ATP, Arigato.pl. Dưới đây đó là lộ trình ISO trước và lộ trình ISO. Hiện nay đang trong giai đoạn đó là ISO cuối cùng, sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 8. Đây là bảng phân phối tiền điện tử và bảng phân phối quỹ. Số tiền quỹ thì sẽ có 35% dành cho xây dựng hoạt động công ty, 30% dành cho marketing, 8% sẽ dành cho các phần thông tin khác, 15% cho IT, 9% cho xây dựng đội ngũ, 5% cho pháp lý.
với lộ trình của dự án. Dự án thì bắt đầu vào quý 2 2018, chuẩn bị hỗ trợ kỹ thuật, bắt đầu phải chuẩn bị trước ISO, cập nhật danh mục mua hàng của Arigato. Quý 3 năm 2018 sẽ bắt đầu với công việc ứng dụng Arigato Wallet, bắt đầu quá trình niêm yết trao đổi Arigato Coin. Quý 4 năm 2018 đến quý 1 năm 2019 sẽ bắt đầu phát triển Arigato bản 2.0, chuẩn bị đầy đủ các chức năng và bố cục nền tảng mới, bắt đầu phát triển nền tảng e-learning. Quý 3 năm 2019 làm việc về việc cài đặt và khởi chạy phiên bản beta Arigato Wallet trong khung cộng tác Arigato 2.0, làm việc để tạo ra blockchain bắt đầu của chúng ta với Arigato Coin trên sàn giao dịch mật mã Ba Lan và nước ngoài được chọn. Mục tiêu của dự án thì đến năm 2021 sẽ hoàn thành công trình, các công trình trên trụ sở mới của Arigato, công việc tiên tiến được tạo về nguồn năng lượng tái tạo của riêng bạn để cung cấp năng lượng bay không người lái. Dưới đây là các phần đánh giá bảng xếp hạng của dự án, như trên ISO Mart đạt 9.0, Check ISO đạt 5.0, ISO Expert đạt 4.7. Số điểm đánh giá của từ các sàn giao dịch và các phần website đánh giá ISO đạt điểm khá là cao. Dưới đây đó là những người lãnh đạo của đội ngũ Arigato Coin, như ông Adrian, ông Patek, ông Vasily Kokatarila và nhiều thành viên khác của đội ngũ dự án. Dưới đây là đội ngũ cố vấn. Trên đây là những thông tin về dự án Arigato Coin. Nếu các bạn cần thêm thông tin có thể gửi thông tin qua mail support@arigatocoin.io hoặc có thể tham gia theo dõi ở trên các trang Facebook, Twitter, Telegram, v.v. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn dự án tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.